một bí mật động trời ở trường mình là ở trên tầng cao nhất sẽ có một nhà hàng dành cho giảng viên, và trong tất cả sơ đồ tòa nhà thì đều không nhắc tới nó. Ngày hôm nay mình sẽ đột nhập lên đó để ăn trưa. Cuối cùng cậu ấy thất bại và đi về vì nhà hàng đó chỉ phục vụ các ngày trong tuần. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bạn sẽ một đường thẳng ngay trước mỏ của một con gà? Cơ thể con gà hoàn toàn thả lỏng như bị thôi miên, và khi xoáy đường thẳng để đi, con gà sẽ trở lại bình thường. Tai nạn kỳ lạ, không ai dám tưởng. Anh chàng này rủ một người bạn của mình chơi cát ở ngoài biển. Ý tưởng của anh là sẽ đào hai cái hố sâu 2 mét thật to, sau đó hai người bạn sẽ đi xuống dưới để chui qua lại. Cuối cùng hố cát bị sập, một người đã kẹt dưới đó và qua đời do bị ngạt thở. Người phụ nữ này có một siêu năng lực nhưng không ai chịu tin bà cả cho tới khi chuyện này xảy ra. Joy Miller, một y tá tới từ nước Anh. Bà có khả năng phát hiện bệnh Parkinson thông qua mùi hôi của mọi người. Và đây là những gì các bạn chờ đợi.